tin tổng giáo phận Krakow, Ba Lan, thánh lễ chính thức mở án phong chân phước cho thân sinh Thánh Gioan Paolo đệ nhị. Hôm ngày 7 tháng 5, tại Đền thờ Đức Mẹ Dân Mình tại Wadowice, nơi sinh của Thánh Gioan Paolo II, đã diễn ra nghi thức mở án phong chân phước cho thân sinh của Thánh Gioan Paolo II là ông bà Carol và Emilia Wotila. Trong nghi thức, Tổng giáo phận Krakow chính thức thành lập các tòa án để tìm kiếm bằng chứng cho thấy cha mẹ của Thánh giáo hoàng người Ba Lan đã sống đời sống có nhân đức anh hùng, nổi tiếng về sự thánh thiện và được xem là những người cầu bầu cho các tín hữu. Sau phiên họp thứ nhất của tòa án, Đức Tổng giám mục Marek Jarazelski đã chủ sự thánh lễ, được truyền chiếu trực tiếp vì Ba Lan vẫn còn trong tình trạng phong tỏa toàn quốc do đại dịch COVID-19. Đức Hồng Y Stanislaw Ziewicz, nguyên là thư ký riêng của Thánh Giáo Hoàng Joan Phaolô Đệ Nhị, đã tham dự nghi lễ. Ngài nói, tôi muốn làm chứng ở đây vào thời điểm này trước sự hiện diện của Đức Tổng Giám Mục và các linh mục rằng với tư cách là một thư ký lâu năm của Đức Hồng Y Caron Wojtyła và Giáo Hoàng Joan Phaolô Đệ Nhị, tôi đã nghe chính Ngài nói nhiều lần rằng Ngài có các bậc cha mẹ thánh thiện. Cha Pavel Ritel Atrianic, Phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Ba Lan nói, các quá trình phong chân phước của ông bà Caron và Emilia Wojtyla làm chứng trước hết giá trị của gia đình và vai trò to lớn của nó trong việc hình thành nên con người vĩ đại và thánh thiện của Đức Giáo Hoàng Joan Paulo để nhị. Do đó, thật là một niềm vui lớn khi bắt đầu các quá trình phong chân phước và biết ơn Chúa thật nhiều về cuộc sống của ông bà Emilia và Caron Wojtyla và về việc chúng ta sẽ có thể biết nhiều hơn về họ. Họ sẽ trở thành một hình mẫu và gương mẫu cho nhiều gia đình muốn nên thánh. Thịnh nguyện viên án phong chân phước, cha Slawomir Order nói rằng, nghi lễ mở án là một cơ hội vui mừng đối với Ba Lan. Cha nói, trong thực tế, nhìn vào sự kiện này, tôi nhớ lại những lời mà Đức Gia An Follow Đệ Nhị đã nói trong thánh lễ tiên thánh cho thánh Kinga được gọi là kunegoda được cử hành tại starisas ba lan khi ngài nói rằng các vị thánh được sinh ra từ các vị thánh được các thánh nuôi dưỡng kín múc sự sống từ các thánh và lời kêu gọi nên thánh của họ